Dạ em Hoài Thương mến chào tất cả quý cô chú và anh chị đã và đang theo dõi kênh của em Hoài Thương Nhà Đất Bình Chánh Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý cô chú và anh chị thời gian qua đã luôn tin tưởng cũng như ủng hộ kênh của em Chọn kênh của em là một nơi theo dõi để giúp cho gia đình mình sớm tìm ra được một căn nhà ưng ý nhất Dạ thì hôm nay hiện em Thương đang có mặt tại xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An Để gửi đến cho quý cô chú và anh chị mình tham khảo một căn nhà rất sang trọng và hiện đại Nhà mình thì cách mặt tiền đường tỉnh 835 đúng 50m thôi Hướng bên tay phải của em thường là mình về tỉnh lộ 826 nói dài với Đinh Đức Thiện, chợ Bình Chánh Còn hướng bên tay trái của em là mình về chợ Gò Đen, Bến Lức, quốc lộ 1A thì mất đâu đó tầm khoảng hai cây số thôi Rất là gần và thuận tiện để mình di chuyển về các quận trung tâm thành phố Căn nhà ngày hôm nay thì quý cô chú và anh chị mình chỉ cần có trong tay khoảng 1 tỷ đến 1 tỷ 3 là mình có thể sở hữu ngay căn nhà này rồi Để không làm mất nhiều thời gian của quý cô chú và anh chị ngay bây giờ em thường sẽ đi vào từng chi tiết Ngôi nhà này được xây dựng và thiết kế một phần cổng rất là kiên cố. Lớp cửa cổng thì được chọn là loại cửa sắt bốn cánh rất là chắc chắn, bên trên thắp sáng những bóng đèn. Quý cô chú và anh chị mình quan sát thì có thể nhìn thấy ngôi nhà này được xây dựng kính cổng cao tường rất là an toàn. Thiết kế chừa sẵn cho mình một vòi nước ở phần sân để mình có thể dội rửa sân hoặc là rửa xe ở khu vực này thì cũng rất là sạch sẽ được làm sẵn cho mình một máy che rất là tiện mình có thể đậu xe hoặc là mình kinh doanh nhỏ lẻ nhà mình là căn nhà mặt tiền đường thông quý cô chú và anh chị mình có thể mở tiệm tạp hóa hoặc là quán cà phê mình về thì không cần phải làm thêm đỡ mất phải tốn chi phí mặt dựng ngôi nhà thì được gia chủ chọn loại gạch có phần đá để ốp rất là sang trọng diện tích ngôi nhà này là ngang năm dài 25 được xây dựng hoàn toàn trên đất thổ cư 100 bên trong phòng khách trần nhà được làm trần la phong thạch cao dựt cấp xung quanh là những bóng đèn led đèn lon rất là đẹp mắt hai bên vách tường thì được ốp những tấm PVC giả vân đá giả gỗ rất là cao cấp và sang trọng. nguyên bộ cửa của ngôi nhà này từ cửa chính, cửa phòng ngủ, cửa toilet, cửa sổ thì toàn bộ được làm bằng nhôm sifa kính cường lực rất là chắc chắn. ngôi nhà này thì được gia chủ xây dựng bằng tất cả tâm huyết nên các chi tiết làm rất là tinh xảo cũng như các nội thất cơ bản đều chọn là loại cao cấp nhất. nhưng hiện tại rất cần tiền chịu lỗ 400 triệu gia chủ muốn bán gấp căn nhà này mong tìm được khách thiện chí. Cũng như bộ tủ âm tường này, bên trong gia chủ đã làm cho mình một dàn đèn led rất là đẹp mắt. Mình về thì có thể trưng bày những vật mà mình thích để cho không gian này thêm phần sang trọng hơn. Tận dụng tối đa những khoảng trống, gia chủ đã lắp sẵn cho mình những kệ tủ để mình có thể đựng đồ làm cho nhà mình gọn gàng hơn. Với một không gian phòng khách sang trọng như thế này thì chắc chắn không gian bếp cũng không làm cho quý cô chú và anh chị mình thất vọng đâu. Không gian bếp này thì thiết kế theo hình chữ L rộng rãi. Đối diện mặt bếp có làm cho mình một tấm PVC giả vân gỗ, bên trên có thêm một tấm gương rất là đẹp mắt gian bếp này thì các ổ điện đường dây điện cũng đã được chừa sẵn mình về thì lắp theo nhu cầu cần sử dụng của gia đình gắn cho mình một kệ tủ bếp trên một kệ tủ bếp dưới mặt bếp thì được ốp đá hoa cương sạch sẽ và dễ lau chùi các dàn đèn led chạy xung quanh rất là sáng nhà được thiết kế sẵn cho mình là 3 phòng ngủ một phòng ngủ dưới tầng trệt và hai phòng ngủ trên lầu phòng ngủ tầng trệt này phù hợp cho gia đình mình nếu có người cao tuổi ngại việc đeo trèo cầu thang thì mình có thể sử dụng phòng này Bên trong thì được dán giấy dán tường cho mình rất là sạch sẽ, các đường dây điện ổ điện cũng đã được chừa sẵn, chừa cho mình một ô cửa sổ nhỏ rất là thông thoáng mát mẻ. Tông chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng với những chi tiết tinh xảo, đơn giản nhưng mà rất là sang trọng. Cũng như lối đi ra phía sau thì bên tường có làm cho mình một tấm tranh 3D rất là dễ thương, bên trên là những bóng đèn lon. Nhà mình thì đã có một khoảng sân trước rất là rộng rồi, bên cạnh đó gia chủ có làm cho mình một khoảng sân sau khoảng sân này thì cũng đỡ được xây tường lên rất là cao xung quanh thì rào lại bởi hàng rào sắt và làm cho mình mái che các khoảng này thì quý cô chú và anh chị mình về đỡ phải mất chi phí với không gian này mình có thể trồng thêm những cây kiển để cho gia đình mình có thêm những khoảng xanh mát mẻ với khoảng sân sau cũng khá rộng rãi có thiết kế sẵn cho mình một nhà vệ sinh nhà vệ sinh này thì bên trong cũng được ốp lát gạch rất là sạch sẽ dán gạch cao lên tới trên trần các thiết bị vệ sinh cũng như đèn điện đều được lắp đặt sẵn và chọn là loại cao cấp nhất Vị trí ngôi nhà này thuộc xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, cách chợ Gò Đen hướng quốc lộ 1A đúng 2 cây số. Còn nếu quý cô chú và anh chị mình di chuyển theo hướng tỉnh lộ 826 về Đinh Đức Thiện, chợ Bình Chánh thì mất tầm khoảng 4 5 cây số thôi, rất là gần và thuận tiện. Tiếp tục thì mời quý cô chú và anh chị cùng theo chân em thương mình lên không gian ở trên lầu để mình tìm hiểu thiết kế cũng như là chi tiết của ngôi nhà này. Lối đi cầu thang thì chừa rất là rộng rãi, ốp lát gạch sạch sẽ, tay cầm bằng gỗ chăm xe, chạm khắc những chi tiết rất là tinh xảo và đẹp mắt. Bên cạnh đó có khắc cho mình chữ lộc và chữ phúc, mang nhiều tài lộc và hạnh phúc đến cho ngôi nhà của mình. Nhà của mình thì nằm trong một khu dân cư ở hiện hữu rất là đông đúc, đường thông Lúc ở đầu video em thương có quay cho quý cô chú và anh chị mình xem Nhà mình cách mặt tiền đường tỉnh 835 đúng 50m thôi Trên con đường đó thì có nhiều dãy nhà phố thiết kế theo kiểu biệt thự Còn mình đi ngược về hướng bên tay trái thì khoảng 100m thôi Mình có tiệm thuốc tây, tiệm hớt tóc hay là các quán ăn ở vị trí nhà mình là mặt tiền đường thông xe ô tô xe tải qua lại tấp nạp thì quý cô chú và anh chị mình có thể mở quán cà phê hoặc là tiệm tạp hóa thì cũng rất là hợp lý thì quay trở lại với chi tiết của ngôi nhà, em thương đang có mặt ở không gian trên lầu. Không gian trên lầu có thiết kế cho mình là hai phòng ngủ và một khoảng không gian phòng thờ. Không gian này rất là rộng, mình có thể để là phòng thờ hoặc là phòng sinh hoạt chung, hoặc gia đình mình ở nhiều người hơn thì mình có thể thiết kế thêm một phòng ngủ ở khu vực này. Toàn bộ trần của ngôi nhà này từ tầng trệt lên tới trên lầu đều được làm là trần la phong thạch cao trực cấp, rất là mát mẻ. Còn bây giờ thì mời quý cô chú và anh chị mình vào tham quan căn phòng đầu tiên. Căn phòng này thì với diện tích cũng rất là rộng rãi, được thiết kế sẵn cho mình một nhà vệ sinh khép kín ở bên trong rất là riêng tư. Các đường dây điện ổ điện thì cũng đã được chừa sẵn, mình về thì lắp theo nhu cầu cần sử dụng của gia đình. Phòng này thì vô tư mình có thể để một cái giường, một kệ tủ quần áo và thêm một bàn trang điểm thì cũng còn rất là rộng rãi. Còn nhà vệ sinh này thì bên trong cũng được ốp lát gạch rất là sạch sẽ, các thiết bị vệ sinh cơ bản như bồn vệ sinh, bồn rửa tay, vòi hoa sen và gương đều được lắp đặt sẵn và chọn là loại sứ trắng rất là cao cấp và có mở thêm cho mình một lối đi ra ban công ở phía sau rất là mát mẻ ban công này thì bên ngoài cũng đã được xây rào và rào lại bể hàng rào sắt rất là chắc chắn Dạ thì sẽ có một số ít quý cô chú và anh chị mình lo ngại về vấn đề giải tỏa hiệu hoạch Vì nhà mình nằm gần một khu giải nhà phố thiết kế theo kiểu biệt thự của một dự án nào đó Dạ thì cam kết căn nhà này mình không dướng giải tỏa hiệu hoạch Nếu quý cô chú và anh chị mình còn chưa yên tâm thì cứ xuống xem nhà Nếu đã ưng căn nhà này rồi và muốn mua thì em thương sẽ hỗ trợ đi test quy hoạch Trả lời bằng văn bản để cho quý cô chú và anh chị mình yên tâm trước khi tiến hành mua bán Dạ thì bây giờ em thương sẽ chốt lại thông tin một lần nữa để cho quý cô chú và anh chị mình nắm rõ. Nhà mình thì với diện tích là ngang năm dài 25 sổ hồng riêng, được thiết kế một trệt một lầu, nằm gần chợ Bình Chánh, cách chợ Bình Chánh 4 cây số và cách chợ Gò Đen hướng quốc lộ 1A đúng hai cây thôi. Nằm trên mặt tiền đường thông nhiều hướng, căn nhà này hiện gia chủ để lại cho quý cô chú và anh chị mình với một mức giá đúng 2 tỷ 600 triệu thôi. Mình chỉ cần có 1 tỷ ba là mình nhận nhà phải đi công chứng ngay. Phần còn lại nếu thiếu hụt tài chính ngân hàng sẽ hỗ trợ cho quý cô chú và anh chị mình vay. Dạ thì cuối cùng em thương đang có mặt ở căn phòng số 2. Căn phòng này thì với diện tích cũng như là thiết kế y như căn phòng đầu tiên mà em thương đã quay cho quý cô chú và anh chị mình xem. Mỗi mức giá mỗi căn nhà mà em thương cập nhật ở kênh Hoài Thương nhà đất Bình Chánh đều là giá thật 100%, cam kết không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào khác. Quý cô chú và anh chị mình còn được gặp chính chủ để thương lượng lại giá cả. Nếu quý cô chú và anh chị đang có nhu cầu cần tìm mua nhà ở khu vực Giáp Bình Chánh thì nhớ bấm like và đăng ký kênh của em Hoài Thương nhà đất Bình Chánh. Mỗi ngày em sẽ cập nhật nhiều video với nhiều phân khúc giá khác nhau từ 500 triệu, 700 triệu, 1 tỷ, 2 tỷ và cao hơn để cho quý cô chú và anh chị mình sớm tìm ra được một căn nhà ưng ý nhất. Cảm ơn tất cả quý cô chú và anh chị đã theo dõi hết video của em. Nếu còn gì thắc mắc về ngôi nhà này thì cứ gọi cho em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ trao đổi lại một lần nữa. Nếu quý cô chú và anh chị thấy phù hợp thì em mời xuống thêm nhà trực tiếp. Hẹn gặp lại tất cả quý cô chú và anh chị trên video mới nhất của kênh Hoài Thương Nhà Đất Bình Chánh.